Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường và thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm nhẹ, hiện tại đang đứng quanh vùng giá 2.643 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 102,5 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giao dịch ở mức 63.670 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, đứng ở mức 3,987% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, đứng ở mức 74,16 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trong ngày hôm nay mùng 7 tháng 10, dữ liệu chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hay gọi là PBOC cho thấy ngân hàng chủ yếu nước này đã trì hoãn mua vàng dự trữ trong tháng thứ 5 liên tiếp vào tháng 9 vừa qua, chủ yếu là do giá vàng tăng cao. Cụ thể, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 72,8 triệu ounce vào cuối tháng 9, tuy nhiên giá trị dự trữ vàng đã tăng lên 191,47 tỷ đô la Mỹ từ mức 182,98 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 8. Giá vàng đã tăng khoảng 28% từ đầu năm tới nay và hướng đến mức tăng hàng năm lớn nhất trong vòng 14 năm khi mà được hỗ trợ bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới gọi là WGC, sau khi đã tích cực mua vàng trong giai đoạn năm 2022 và năm 2023, các ngân hàng trung ương toàn cầu đang trên đà giảm tốc độ mua vào năm 2024. Nhưng vẫn giữ ở mức cao hơn mức trước năm 2022, nguyên nhân một phần là do PBOC tạm dừng mua vàng. Cho đến tháng 5, ngân hàng trung ương này đã mua vàng trong 18 tháng liên tiếp. Ngân hàng trung ương này là đơn vị mua vàng chính thức lớn nhất thế giới vào năm 2023 và quyết định tạm dừng mua vàng của ngân hàng trung ương này đã làm giảm nhu cầu của các nhà đầu tư Trung Quốc trong những tháng gần đây. Với giá vàng cao hơn, PBOC tiếp tục tạm dừng mua vàng với chúng tôi tin rằng ngân hàng trung ương muốn có nhiều vàng hơn nhưng đang chờ thời điểm hấp dẫn hơn, theo chiến lược gia hàng hóa Nitexa của Wisdom Tree cho biết. Tuy nhiên, với việc lãi suất toàn cầu giảm và căng thẳng địa chính trị gia tăng, có vẻ như họ có thể phải đợi thêm một thời gian nữa để giá giảm, với dự báo giá vàng sẽ tăng lên hơn 3.000 đô la Mỹ trên một ounce trong năm tới. Ngân hàng trung ương có thể muốn cân nhắc xây dựng vị thế sớm hơn, theo chiến lược gia này cho biết thêm. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Đến thời điểm chiều tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tạm thời cũng không có nhiều thay đổi về giá, chỉ một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh giảm nhẹ với mặt hàng vàng nhẫn. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 82 triệu đồng trên một lượng và ra mức 84 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này đang áp dụng cho cả ba hệ thống Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại tập đoàn Doji, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG cũng có mức giá này, mua vào mức 82 triệu đồng trên một lượng và ra mức 84 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn Phú Quý và Mi Hồng chiều mua vào đang cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại, với Phú Quý mua vào mức 82,30 triệu đồng trên lượng, bán ra thì vẫn ở mức 84 triệu đồng trên lượng. Mi Hồng cũng vậy, mua vào mức 83,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 84 triệu đồng trên lượng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn bố số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 82 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,30 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhẫn bố số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 82 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,40 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng tại Doji mua vào mức 82,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,60 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, chưa bán ra không có thay đổi. Nhẫn tròn đô số 9 Phú Quý cũng không có thay đổi, mua vào mức 82,70 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,60 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn ba số 9 Mi Hồng không có thay đổi về giá, mua vào mức 83 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,50 triệu đồng trên một lượng. Mặc dù mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và mặt hàng vàng nhẫn ba số 9 đang duy trì mức cao, nhưng với những nhà đầu tư đổ xô mua vàng lúc đỉnh trong tuần vừa qua, tính đến thời điểm hiện tại đang chịu lỗ khoảng 1,5 triệu đồng trên một lượng vì chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra của mặt hàng vàng nhẫn duy trì ở mức cao. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.640 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.030 đồng trên một đô la Mỹ, không có thay đổi về giá sau khi mà tăng 90 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào chiều bán ra trong phiên sáng nay. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.150 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.250 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 40 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên cuối tuần vừa qua. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Phú Quý SCC mua vào 8 triệu 230 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. My Hồng SJC mua vào 8 triệu 350 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. STC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 400 nghìn. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì không có nhiều thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 330 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 8 triệu 200 nghìn, bán ra 8 triệu 340 nghìn. Vàng 4 số 9, mua vào 8 triệu 195 nghìn, bán ra 8 triệu 300 nghìn. Vàng 24K, mua vào 8 triệu 017,8 nghìn, bán ra 8 triệu 217,8 nghìn. Vàng 18K, mua vào 5 triệu 990,6 nghìn, bán ra 6 triệu 240,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 604,4 nghìn, bán ra 4 triệu 854,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 226,4 nghìn, bán ra 3 triệu 476,4 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 8 triệu 275 nghìn, bán ra 8 triệu 360 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 8 triệu 270 nghìn, bán ra 8 triệu 360 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.